Anh không thèm đốt pháo vì có tiếng em rên giống như là bom mìn. Tết nay anh không thèm chơi hoa vì khi em cười tan tác một vườn hoa. Mèo Mún đã trở lại và xin kính chào tất cả mọi người, những ai đang yêu quý và sẽ yêu quý Mèo Mún. Xin chào tất cả các bác, các ó, các chú. Vậy là một năm nữa đã thẩm thoát trôi qua các bác ơi. Trời ơi, thời gian nó đi nhanh thật á. Em trước khi mong nghỉ là có một cái khoảng thời gian ngoại lại một cái đời mẹ vài chục năm cuộc đời rồi. Trời ạ, khổ lắm, mấy khi mới chết. Năm con ngựa đã sắp qua mà năm con dê sắp tới các bác ạ. Các bác cảm thấy mình đã làm được cái gì cho đời chưa? Cảm thấy năm vừa rồi mình đã làm được cái khỉ giỏ gì chưa? Em thì thấy em chưa mình được cái con khỉ giỏ gì hết. Cuộc đời vẫn cứ lồng bông như một thằng cống ngoài đường. Nhưng mà không sao, cuộc đời hẳn vẫn còn dài lắm. Mình có nhiều thời gian để mình làm được những cái thành tựu, những cái đáng tự hào cho bản thân mình cả bác nè. Riêng em là em nghỉ rửa cho con các bác thì rằng em tiều đó nè. Các bác thì rằng cho em không biết chứ. Em là năm nay là cái tết thứ năm em ăn tết xa nhà đó nè. Các bác là ôi trời ơi, anh buồn kinh khủng. Vừa nói vừa khóc đó nè. Buồn làm các bác nè. Em nhờ nha, nhờ cái tết quê hương lắm rồi. Bởi qua em đi trên đường mà không khí hình lành lành, mà mưa phun phun mà em hình nhớ mấy cái tết Việt Nam thật đất trời nè. Nhưng mà bởi qua em đi gọi về cho mẹ em. Em mới nói với mẹ em là mẹ cháu con về quê ăn tết nhé mẹ. Mẹ em nói ơi về đi con, về cạp đất mà ăn nha con. Rồi là em là sẽ ở lại đó nè, tết thứ năm rồi nì. Buồn ngớ đi nì, hoa ta ơi. Tết không được về thằng mẫu thằng nọ buồn. Nhưng mà buồn thì không làm được chi. Em thì cũng 5 năm ăn tết xa nhà rồi thì cái cảm giác của em hẳn cũng quen rồi, cũng không buồn lắm nữa mốt ạ. Nhưng mà để ta ôn lại một số kỷ niệm ngay tết ngày xưa thì hãy cả bác hay thấy có hay không? Nói gì thì nói đó. Ngày tết mà thiểu đi cái quả pháo ấy thì không bao giờ là còn là cái vị tết, là cái hướng vị tết nó tròn vẹn này các bác ạ. Có đúng không? Các bác có đồng ý với em không? Em xin kể chuyện cho các bác nghe về cái kỷ niệm liên quan đến pháo của em. Cách đây 8-9 năm về trước, em với một thằng hàng xóm hẳn tên là Đạt cả bác nè. Quài cả ôi đó là hai thằng mua được mấy quả pháo to lắm, thô sứ nè, hẳn như nằm tái này. Rồi là sưởng trong người nó, rồi là đưa về là thú trong nhà nó đây. Một thằng 10 quả luôn nè. Rồi là cái đêm này là đến 29 Tết. Rồi là em với thằng Đạt hàng xóm nè, thì nói ta đưa ra hai quả ta nổ cục. Rồi là ra ngoài đông, đòi hai thằng là sợ công an họ bắt mà. Hồ mới bắt thì họ phạt cho lòi mắt luôn nè. Rồi là hai thằng rủ chắc ra ngoài đông nữa, đảm bảo là không ai biết luôn. Rồi là phụt lên trời, boom, quả trả ơi đẹp. Rồi là hai thằng sợ sánh mắt cho bỏ chạy. Chạy về gần đến nhà rồi thì dưỡng thầy có cái thằng công an xòm nó cạc bạc tê. Mà thằng công an xòm thì mất dày lắm, hẳn tới với bọn em nhớ hắn trời thân nì ngay mông đến nói chuyện. Rồi là tôi dứng bờ rây về gần đến nhà rồi là rửa là thầy hẳn cứ đi theo lẹo đẹo sau đi hai đứa em á. Rồi là một hồi hai thằng đang ngồi chơi trước cổng nhà đó. Rồi là hắn đi ra ngoài cổng ăn trà đó. Rồi là hắn quay lại hắn đưa cho em một tờ giấy gọi là giấy tiểu tập. Mẹ thu bổn cái giấy tiểu tập mời anh hô Mèo Mún ra cổng ăn trà để làm việc. Trời ơi, đời cuộc đời em lúc nào em nghỉ cuộc đời em từ đây là sụp đổ, mọi cánh cửa chứ nó đóng lại hết luôn nè. Trời ơi, em chết mất nè, run chân tay run. Chân tay run cập cập mồ hôi mồ kê chứ là toát ra hết nè. Tức người chứ mà cũng nhìn thấy sợ là mẹ đập rồi đưa lên nhà trường hình phạt hình hai kiệm chết mẹ luôn nè. Lớn ơi đi. Lúc nào là em đủ run làm cạc bán đó. Rồi là em một mình em đi ra ngoài công an xã đó. Thì ở đó là có ông trưởng công an xã đứng ngồi vì mấy thằng công an xóm đó. Mày là em nói chuyện thì chết mẹ rồi, ráng mà sống được thì mày ông đi tới nhìn mặt ông độ gồm nó rin thì ráng mà sống được tới thôi, thì ra mà khái thì thu bổ đi cho răng mà tồi được nửa kiểu gì ủng hộ bắt thôi, khái thôi cho biết mình ráng. Vừa vô đến phòng công an xã ngồi xuống thì cái ông trưởng công an xã đó ông hét lại mày nổ pháo phải không? Em run kinh tệ đẩy cả quân luôn đi. Em nói dạ chào nổ. Nổ mấy quả? Dạ cùng một quả thì chú nè. Mình nổ với ai? Dạ chào nổ với thằng Đạt để con nhà bà Mái Hoàn. Nhưng mà trước khi đi nổ phá với hắn là em đã hứa với hắn là dù tao bị bắt tao cũng không khai mi mơ. Rồi mà em thôi thì kể bố khai mẹ đi chứ không người ra đi. Chứ không ông đã tạt ra lạnh mồm nó thì chết. Rồi là em khai thằng Đạt nghe bà Mái Hoan. Rửa xong em ngồi một hồi nữa thì có một thằng công an sàn lại triệu tập từ thằng Đạt nghe bà Mái Hoan ra. Thằng Đạt hắn vừa bước vô phòng công an xã là hắn thấy em ngồi đó là hắn nhìn em bằng ánh mắt hình kinh đàn các bác nè. Nhưng mà em biết mình răng được thì khai chứ không thì hồ tạt cho chết nâng.
rửa là thằng Đạt vừa bước vô phòng công an xã phạt thì ông trưởng công an xã ông nó mới hét lên một câu xin rơ luôn. Mày nó vào phải không? Thằng Đạt hẳn mì tin tưởng em, chắc là hẳn em không khai hẳn cho nên hẳn giọng giả hẳn trả lời tao không nổ pháo. Rồi là ông trưởng công an xã hỏi lại lần nữa, tao hỏi mi lần nữa, mi nổ pháo vậy không? Rồi là hẳn lại trả lời không bao giờ nổ pháo luôn nì. Rồi là ông trưởng công an xã ông giơ tay ông tạt một phát bóp, trời ơi mấy cái sáo bay xung quanh đầu luôn nì. Em nhìn xinh hài. Ngoài tao thì ông nữa ông tạt thằng Đạt phát mà nổ đấm đỏ mấy em ngồi sờ sánh hết luôn cả bắn rồi. Rồi là thằng Đạt đau quá anh khóc. Anh khóc vừa khóc anh vừa nói, trời ơi rắn chủ lý được lắm nào chủ đập chào đáo rứa. Tâm lý mày thằng tội phạm, khi nào ra công án anh chả phải khi nào ra công án anh chả phải trời lên trời xuống đi. Thì một hồi chủ phải hỏi thế mày liệt nữa thì chào mày nhìn tôi được chứ. Không lẽ ra chào nhìn tôi lên đi rửa thì con đấu sĩ chiến tên đất ông nữa. Rắn chủ đập chào đáo rứa. Ông trưởng công an xã ông nó mới hẹt lại đờ mơ mi thích lì gió lì tàu mi thích thanh mi phải không, tao mà ông tạt mi phạt là thế mi ngồi đó mi con mi nhìn tôi cho đó à mi con già mơ mi cài à. Mi phải nhìn như cái thằng mèo mú nó thôi, hắn gương màu hắn ra là hắn khai mi liền, hắn khai nhìn hắn tự nhìn hắn nổ phả luôn cho chi mà để tao phải tạt nữa mà mi ngồi đó mi khóc hả. Hoa tao ơi à mẹ em ngồi hắn ngài ngài này là ráng kiểu đi về thằng Đạt hắn đập mình tệt mà coi. Nhưng mà thầy biết mình ráng được. Đợt nở thu tổ uống cho mỗi nhà phạt 1 triệu. Về mẹ em đập cho gần tệt cả bác nữa. Quả tao cái kỷ niệm nhớ đời luôn nì. Nhưng mà cả bác nữa, theo em nghĩ nữa thì tệt mà cũng không có cái pháo cái việc gì được thì hẳn buồn làm cả bác ạ. Không còn đâu là cái hướng vị ngày tệt nữa, không khí ngày tệt nữa đúng không. Tệt nói chung thì có cái pháo chứ. Như các bác thấy đó đây, dư tất cả những cái những cái thành phố lớn là nhà nước ta là tổ chức bản pháo hóa cho dân coi. Toàn là dân thành phố được coi, dân nông thôn, dân miền núi cũng đồng thuế cùng như nhau thì là cũng được coi mà đúng không? Chỉ có dân thành phố được các ông quan chức chính phủ được coi, rồi dân nông thôn bị chịu thiệt nữa. Nghề này cái này cũng là một cái thiệt thòi cho bà con ta. Nhưng mà thôi cứ phần đầu mua ở mấy cái thằng cá nó về mà nổ. Nổ thì cũng nổ cho thừa thôi, chứ đừng có nổ ngay mua mà hầu bác chết tổ. Để mà nói đến cái chuyện pháo ấy, nhiều cái kỷ niệm hơn gắn liền làm cả bác nữa. Thời nhỏ nhỏ trẻ tàu nó cả bác này không biết là cả bác có nổ rửa chứ không. Em với bạn em nó quá cả suốt ngày nổ kiểu nào luôn. Kiểu gì các bác biết không nữa. Cả bác có biết là cái ổng pháo diêm không? Pháo diêm mà hình như cái ổng diêm nó tay tóc nó có mấy chục que mà hình tròn tròn màu đỏ này này. Rửa la buổi trưa về là mấy thằng trẻ tàu bọn em là bắt đầu rình trồ mỗi có cái đồng kịch trú đó. Càng to càng tốt. Rồi là đời mấy cái đứa học sinh sinh viên. Mấy cái đứa mà đi học về nó áo trắng em đen trường. Quả thật cả hạt cầu ní lì nhớ là nhật kỳ vàng anh phun 16 phút hạt đấy. Rồi là thấy mấy cái đứa con gái á mặc áo trắng rồi là bắt đầu đi học về mà gần đến cái đồng cất trú đó. Là phải cắn cho đúng giờ quẹt quả phá một phạt xì 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 chạy ra nhẹt vào đồng cất trú càng xú càng tổ càng bắn đó. Rồi là mấy con rồi thấy bọn em có ý có ý đồ bất chính là trời ơi vứt xe đạp là chạy có con vứt không kịp rồi là phá hắn nó bùm trời ơi một áo trắng toàn là cơ ít có đứa gì luôn cả mặt có đứa bay vô cả lỗ mũi quá chắc khiếp đén luôn thì trời ơi một mày cười. Rồi là bỏ chạy đó. Giờ lớn lên rồi nghi là để ráng tài ráng hôi nhỉ nhỏ nữa mình thì có thể làm được những cái hành động hắn trẻ tú như rửa được thầy. Nhưng mà nghỉ nói, hồi nhỏ nhỏ con nghịch rửa thì lở lên có cái thử để nghỉ lại mà cười được mà vui được đúng cả bác. Mà cùng mày đưa nữa là phải cảm ơn mình thì cả cuộc đời hẳn nhờ mình mà hẳn mới biết mùi cật trú là mùi trí chứ nè. Thôi bày, thích bày. Em là một thằng kiểu du học sinh, đứng còn ở cách Việt Nam cả hàng chục nghìn cái sổ các bác nè. Tết này là cái Tết thứ năm em đón Tết xa quê. Em chưa về, em nhớ lại những cái kỷ niệm ngày Tết lắm. Nhớ lại những cái cảnh mà mấy anh chị em rồi ông nội em ngồi gói bánh trứng. Xong rồi đếm đến là mấy anh chị em là ngồi chơi bài quẹt lò quay quần bên nồi bánh trứng đó các bạc tết vừa. Xong là ngủ quên thô bổ nó chứ cú cánh bánh trứng bánh kiệt cái tắt ngầm đó là mấy em phải xuống để có để chia rồi. Em là một thằng đi học ở nước ngoài. Vì hoàn cảnh không cho phép nên cái Tết thứ năm này là em đã không về được rồi. Nhưng mà em không thể nào quên được những cái cảnh ngày Tết mà mình đã trải qua thời thơ ấu. Những cái kỷ niệm hồi Tết mà nó gắn liền với trái tim em. Cực kỳ là nhớ luôn. Cứ mơ đồ Tết đến xuân về cái hơi mà tá nhỏ nhỏ đó, là tá rất là mong muốn được tiền mừng tuổi, tiền lì xì. Em nhớ ngày xưa đó, rồi là mỗi lần Tết đến rồi là có bạn bố mẹ đến là chúc Tết nó cả bạc đấy. Rồi là anh chị em ôm hết
có khách đến chơi, anh em là tất cả là quá cả ôi ra là ngồi xếp hàng đứng thân bên ghế đó, là ngồi đợi cho hồ nói thì nó chuyển nhanh nhanh lên mà về mà mừng tuổi đi chứ. Không biết là ông ấy nhìn ăn mặc lịch sự giàu rồi cô mừng tuổi mình được không ấy, không biết mừng tuổi mấy. Đến khi ông là về, ông là nọ mừng tuổi cho đông mô rồi là mấy đứa là xìu mặt đi. Nói mẹ ơi, ông là rắn nọ mừng tuổi. Buồn ơi là buồn đi, người gì mà hẳn thám thám rò. À, con bữa mô mà may mắn mà gặp cái ông mô mà có vẻ hào phóng nó sâu dầu tỷ lão quả trả hồ mừng tuổi cho là một đồng tiền là sưởng. Hồi nữa là mình chỉ được mừng tuổi nhiều mà hồi tuần toàn là 1-2 nghìn là nhiều thôi. Nhưng mà sao có người mừng tuổi 5 nghìn quả trả mừng, nhất thật là được gì đó. Rồi lại chạy ra cho nồi mua quần lần nhựa. Hồi nữa em nhớ quần lần nhựa nó hẳn nhỏ nhỏ nó cả bạc màu đỏ tê rồi là về là lấy giáo là khoẹt một lô là nhét tiền vô là để quả trả là cứ ôm lần ngủ sướng sướng ngớ đấy mì. Mẹ em thấy rửa là khi mô cậu nói thì đưa đi mẹ giữ cho con. Rồi mẹ giữ cho rồi khi mô mà muốn mua gì thì cần nói với mẹ. Mẹ đưa cho mà mua cho mẹ giữ đi mất đi thì mình ráng. Thì đưa đi con, đưa đi mẹ giữ chứ nhá. Quá ta ơi các bạn biết ông Sáu đòi cho loài mắt rồi mẹ này tôi đập cho giả mặt này giả mặt đòi à. Mày thích con đòi không? Đòi lên trời mà đòi nhá con. Rồi là em nằm em khóc hú nì. Rồi là đợt Sáu có người mừng tuổi là em thu nì, em dù chất cứng đi. Em nhớ có đợt gì chắc. Đợt này là ông nở mừng tuổi cho gì mà được 15 nghìn hay 20 nghìn chứ nó. Quả trả mừng rồi là cứ ốm trong người nữa. Rồi là có bữa đi ngủ. Đi ngủ là thú ở gì gối. Rồi là biết là mẹ hay dư của mình nhưng mẹ không trả nữa. Rồi là em nhờ có đợt rồi là có ông mua vô chơi nữa. Mừng tuổi cho em được 20 nghìn. Quả trả sượng sượng ngớ nữa rồi là sờ mẹ thú là đứa. Xuống rồi mẹ bị lỏ nữa. Là nhẹt rưỡi nữa là thú nữa không. Sờ mẹ thảy mẹ lại mất. Xong tối năm ngủ mớ thầy. Rồi là mình mớ mình ngủ mình giàu tiền ở dưới gối nữa. Quả trả rồi tịnh cày là phó tái sơn gối lên lầy không thấy tiền mô quả trả khóc. Thế mẹ lại lầy tiền của con rồi. Rồi là ra gặp mẹ là nạt. Mẹ em bao nhiêu tiền mẹ thu của con mẹ không cho con tiền một kèo á. Mẹ tả đây. Đây thì gửi rồi mà mẹ còn móc được thì mình ráng quá trời. Mẹ còn trả tiền đấy không mẹ. Mẹ em là tao đập cho ra tao thèm á. Tao lấy mấy đồng tiền cả mấy đâu. Mấy đệ mô ai mà biết được gì vậy mới tách tao là răng. Rồi xong một hồi em mới sực nhớ ra ai chật cá mình nhẹ dễ bị ló đó. Rồi là khi nữa là giờ khóc giờ cười. Trời ơi là mẹ em teo chứ thật trời ơi. Ngài ngớ đi nì quá ta ơi nở lại mà hình nhiều cái nể mình hay làm các bác nè. Em nhớ cái thời ngày xưa nó các bác nè. Cái thời mình nhà em nó nghèo làm các bác nè. Rồi là sờ mông một ngủ dày cày là em đánh răng rửa mặt theo như thói quen là các nám là cứ mông một là cầm rượu đi. Đi chúc tết nhà bác nha cô nha chủ nha gì nữa các bác đây. Rửa là nói với mẹ này, mẹ ơi giọt rượu để con đi chúc bạc, chúc cô chúc gì để con nhận tiền lì xì. Thôi vì tại bình thường là ta cứ đi chúc là để nhà bạc là bạc mừng tuổi, để nhà cô mừng tuổi nữa thầy. Rửa là mẹ em vô này mới lại cái trái 0.5 nữa đây tôi đóng cho. Mà đóng hồi nữa là ta toàn cuộc lùi làm cán rửa, cứ trách trong nhà nó rửa là đóng một trái nụt là chuỗi vô rửa là để nhà bạc là mừng. Để bạc ấy mẹ chào mừng bạc cái rượu. Rồi là bạc cầm chai rượu vô bạc lại cái phiêu bạc rõ sang trai của bạc nó thì bạc nó trả trái về cho em. Rồi là em theo kiểu hàng năm thì kiểu cứ đến nhà hồ mơ chúc rồi là hồ phải mừng tuổi cho bớt rơi thầy ông cứ im im ông đừng trong nhà ông nọ nói gì. Là mình là đừng cử chờ nữa. Nghỉ trong đầu nói thì mừng tuổi thì mừng đi nhanh ta quân về chứ con mà không mừng thì nói chứ cũng để về chứ rồi. Cứ bắt đừng chờ đi nưng. Rồi quay cùng ông ra ông hỏi là mày ra mấy khỏe ông quân đừng mình chỉ nhà là quân. Rồi biết ông họ rồi là ông không lì xì rồi. Rồi là tức là dình lại là họ nói mẹ cháu mình với cây mẹ cháu. Rồi là đi về đó các bác này không có tiền lì xì luôn nè. Rồi là dình ông nó từ đó là không đền chút rượu ông nó nữa. Ông đưa rượu cho ông nó luôn nè. Có bạc mố mà hồi nhỏ như em không chuẩn bị đến chỗ thừa mà rượu mắt đi không. Đờ không tài mố mà thức mà chơi chỗ thừa được. Rồi là dằn mẹ. Mẹ con ngủ tỉ đêm tỉ này chuẩn bị đến chỗ thừa mẹ nhớ đập con giày để con coi phá hóa nhá mẹ. Rửa là răng mà ngủ quên bẻng thô tổ nên tình sợ mãi mới dậy. Rửa là dậy tách mê nữa. Răng mê mới quán được con dây coi phù hóa. Coi chú thưa đoàn chú thưa chứ lì. Rửa là mẹ lại bảo quá tao đập mê như tự là đập gì nên mà mày ngủ như quần lờn nó mày có chiều dày nên mà đòi phao hóa phao hiếc. Ta tội. Rửa là ngồi là khóc hú quá trời ơi. Không biết bây giờ Tết đến xuân về làng có rồn hay không. Chứ ngày xưa mà Tết đến xuân về cái là quên là rồn cả làng mà rồn luôn cả lòng các bác nè. Chỗ mốt cũng thể rồn rã khắp nơi tưng bừng hoa bông bỏng thổi cờ téo khắp nơi các bác nè.
đỏ hoe đỏ hoẹt luôn cả một khu làng các bác nữa. Nghĩ đến cái cảnh mà mùm mê mê đi mua hoa đào về nó các bác tê, rồi là mấy chị em ngồi thổi bong bóng lên là treo khắp cây đào, rồi là có thằng hàng xóm hắn mang sang một loại một đồng cái loại bong bóng lớn á. Rửa là thôi nữa, cô biết bong bong lớn là cái chi mô mô các bác. Rồi ta hỏi này, mi lấy bong bong lớn mua đấy, tao lấy quả bổ toa. Quả rồi là một bầy dành nhau là thôi, quả chả úm ráng lên luôn nì. À không biết cái thời nhỏ nhỏ ráng mà là cứ thích thôi bong bong rồi không biết. Cứ mỗi lần đến cho cả là ngoài chờ hồ bán đủ cả kiểu bong bong luôn. Bong bong xấu rồi bong bong lớn, bong bong tím rồi bong bong bưởm này. Mua về thôi đỏ nhé cả mồm. Quả chả có đứa lấy con lấy tái nằm, nằm sau là bắt đầu nụ. Lấy tay là xỉa có cái bong bóng nổ rồi nó bắt đầu là nụt là xoắn lại là bọt kéo nổ bùm. Quay cả nghe hẳn sưởng, đúng là cái không khí tệ các bác nè. Dư mỗi lần em nói về cái tệ xưa là cái lòng của em hẳn lại rồn lên các bác nè. Hẳn nhớ nhớ tao lên nhớ luôn đi. Các bác nè, để mà nói cho hết những cái kỷ niệm ngày tệ ngày xưa ấy, thì mình không thể nào mà kể hết được luôn á. Tại vì hẳn nhiều quá mà hẳn vui. Cứ mỗi lần mà mình nhắc đến cái tệ ấy thì trong lòng thế nào rộn ràng này, phấn khởi, cảm giác nó nhớ về quê hương. Muốn từ cho dù ai ở xa đến mố đi nữa thì cũng chỉ muốn về nhà thôi. Ở quê quần bên cái gia đình rồi là thích rồi là sướng thôi các bác ạ. Không còn cái gì vui vẻ và hạnh phúc. Không biết là cái Tết ngày xưa hẳn vui hơn, hay là cái Tết bây giờ nó nhạt đi, hay là ngày xưa mình nhỏ thì mình thấy cái Tết hẳn vui, bây giờ lớn rồi thì suy nghĩ mình khác đi rồi. Cần lớn mọi cái công việc lo toàn bồn bề của xã hội, lo cho bản thân, lo cho gia đình, cho nên cảm thấy cái Tết nó không còn được như ngày xưa, không còn ý nghĩa, không còn vui như ngày xưa nữa. Mình cũng không hiểu là tại sao. Nhưng mà nói chung ấy, dân tộc ta thì con người Việt Nam ta vẫn giữ được cái bản sắc dân tộc, vẫn giữ được cái nét truyền thống. Cái Tết xưa như rửa là ta rất là vui, rất là mừng. Dù đi đâu ai ở xa vẫn muốn cỡ về quê hương để gọi là chung vui bên gia đình, rửa là vẫn thấy hạnh phúc. Các bác nè, để mà nói về những cái chuyện Tết xưa, những cái kỷ niệm mình đã trải qua cái thời thơ ấu ấy, thì làm sao mà nói hết đúng các bác. Thôi thì một năm mới sắp tới, một năm và năm cũ cũng sắp qua. Mẹ muốn xin kính gửi tới tất cả ông bà, cô dì, chú bác, anh chị, cũng như các em, những người yêu thích mẹ muốn hay là ghét mẹ muốn đi nữa, một năm mới tràn đầy sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi sự như ý, tị sự như mơ. Vâng, mẹ muốn xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều trong một năm qua đã luôn lắng nghe và những tâm tư chia sẻ và những câu chuyện của mẹ muốn, và đã luôn theo dõi, quan tâm, giúp đỡ mẹ muốn trong những lúc khó khăn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hy vọng năm mới các bạn cùng sẽ theo dõi kênh Facebook của anh Hồ Thành Công. Đó, có trang Facebook cá nhân á, Hồ Thành Công luôn, để theo dõi tiếp những video sẽ ra trong năm tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mừng năm mới.